Chào Phi Hùng, xin chào bạn. Dạ, vâng, chào anh. Cũng mới biết là kênh của anh À. là thường có bố cầm Nguyễn bố lên Ừ. nhưng cũng biết kênh của Dạ. anh. Vâng, cũng vừa đi về xong thấy cũng thường lên nghe kênh của anh. À, cảm ơn Vâng, bạn. dạ thì mới thấy rằng ấy là cũng thấy là toàn cái câu chuyện cũng không mới. Dạ đúng ạ. Vâng, cũng muốn nói về một số những vấn đề trong cái cộng đồng mạng cũng hay nói về một số những thứ về là hải ngoại ở nước mình nhé. Dạ. Tôi thì tôi mới lên cái món này cũng được khoảng hơn năm nay đợt Covid ạ. À, Vâng, mà cũng cũng thấy cũng là như mình cái á, kênh mình của cũng mình vậy cũng á. đã dạ. Mình cũng vậy á, mình như ba như 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 Phi Hùng á, tức là mình cũng Dạ. tham gia cái không gian mạng này từ cái lúc mà quan tâm tới vấn đề Covid á, bên Vũ Hán Dạ á. dạ. Đấy. À đó, bắt đầu là mới lân la mới tham gia mới mới biết biết cái môn này chứ hồi đó không biết. Dạ, cũng 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 rảnh, cũng rảnh. Và À, xong cũng lên rồi cũng nghe mọi người nói chuyện. Vậy mà đến khi cũng thấy là ở các kênh các thứ nó cũng đều nói về hải ngoại bên ở Việt Nam mình. Chứ đúng ngày xưa tôi cũng không để ý đâu ạ. Cũng không để ý nhiều. Cũng thế là các anh cũng nói chuyện cũng cũng rất hay đấy, cũng hướng tới những cái mà cái sự thật về cái tốt đẹp cho cái Việt Nam mình. Và thế hôm nay tôi vừa về xong cũng nghe thế bảo cũng nói về một số những vấn đề về tự do nhân quyền gì đó, rồi là làm sao mà Việt Nam mình để bỏ phiếu trắng trắng và là phiếu phiếu trắng trắng đấy. Vậy là mà một số các nước khác thì lại đồng ý gì đó dạ thì, và mấy lần trước cũng cũng thấy cũng có một số những cái like của anh đây cũng thấy hay, và cũng cũng nó cũng cũng không không có gọi là gay cấn lắm, nhưng mà cũng về cái cốt lõi là thì sẽ ra tôi dạ năm nay là tôi 50 tuổi mà à cũng sinh sống ở ngoài Bắc, và cũng rất quý Nga mà cũng rất quý Ukraine nó Dạ vậy. đúng rồi. Bởi vì ngày xưa mà được đi du học Nga cũng là một cái là mơ ước của tôi. Vậy, ngày xưa tôi học tiếng Nga cũng tốt phết. Hồi nhưng mà thực chất là chỉ học cấp 2, cấp 3 là tiếng Nga. Cho nên đại học thì học thêm 2 năm nữa. Rồi văn hóa nước Nga các loại các thứ là nó cũng ăn sâu vào tôi cũng rất lớn. Mà chỉ rất tiếc rằng là học không được giỏi lắm, với lại cả mình không có cái cơ hội để sang bên Nga. Rồi sang bên đấy thực chất ra thì tôi mới thấy rằng nghĩa là vừa rồi mình có bỏ cái phiếu trắng ấy mà được cả thế giới mà người ta cứ chú ý đến mình thì chứng tỏ Việt Nam mình là vị thế rất lớn, Đúng còn rồi đất nước nhỏ nhưng vị thế thế chứng tỏ lớn, mình chứng tỏ cái lá phiếu của mình là rất có giá trị. có giá trị, có giá trị, Dạ đúng vâng rồi ạ. bạn. Vâng. Bạn công nhận không, mình đồng ý với bạn á, bởi vì nếu mà thuộc dạng như là tay mơ hay là nó không có giá trị á thì người ta đâu quan tâm, Dạ. đúng không? Mà người ta Vâng. càng quan tâm là người ta lại càng muốn gây áp lực là cần có lá phiếu của mình. Ủa, rất là lạ. Thì Dạ. mình đồng ý với bạn, đó là gì? Thực ra là đó cũng được thể hiện, nó là gì, giá trị Việt Nam, đúng không? À, là bây giờ rất là khác rồi, rất là khác. Mình đồng ý với bạn cái điểm này, xin mời bạn tiếp tục ạ. Dạ. Thì thực chất ra ấy, rất muốn lên trên này để nói câu gì đó. Nhưng mà cũng À chỉ mong là mọi người có những câu hỏi ấy, xong để mình đúng trả rồi, lời đúng rồi, xem là cái nhìn nhận của quan mình điểm về nhìn nhận. dạ, còn để mà lên một thuyết trình để nói với cái gì đó thì nó hơi khó, bởi Đúng vì thực rồi. ra mình không không có nhiều bức xúc thì có Đúng rồi. nhiều, nhưng mà tùy vào những cái mà ở trên trên cái like mà mọi người mà có những cái mà ấy thì có thể là cùng trao đổi, xong có thể là anh em là có những cái mà cái góc nhìn của mình cho nó xem là Vâng nó vâng. kiểu gì. Ví Vâng. dụ cái này Vậy bạn tôi nhá. bạn dạ, bạn đã Dạ. cởi mở như vậy thì mình cũng cũng rất là hoan nghênh, và trước tiên cũng rất cảm ơn với bạn. Thì nhân tiện như vậy á thì cho mình xin hỏi cái điều này, làm Dạ. như nhà qua cái sự chia sẻ của bạn, đúng không ạ? Bạn nói bạn đã có một thời gian ở bên nước Nga, đúng không? Đúng À không? không ạ, à, chưa bao giờ sang nước Nga, đấy là cái À, ước mơ chưa của Trang tôi hả? thôi. À, Dạ. mình lại nhầm, mình lại tưởng bạn đã sang nước Nga rồi, tại vì mình muốn hỏi cái chi tiết á, cái chi tiết là
Mình đồng ý với bạn, Nga với Ukraine thì thật ra là cũng trước đây cũng là từ Liên bang Xô Viết thôi, đúng không? Thì xét cho cùng thì họ cũng là anh em một nhà. Đó, mình đang thắc mắc tới một điều, tức là truyền thông á, thì kể cả hai phía đúng không? Kể cả hai phía cũng có dư luận cho rằng là đâu đó có một bộ phận người dân Ukraine họ mang cái tư tưởng gọi là phát xít, theo phát xít. À, theo phát xít. Thì nhân tiện thì mình tưởng bạn đã từng ở đó để muốn hỏi xem, ví dụ bạn đã ở đó thì bạn có thấy được cái cảnh tượng nào nó như vậy hay không? Đại khái ví dụ như là cái tư tưởng của vài người dân Ukraine mang cái tư duy ủng hộ phát xít đó. Vậy thôi. À, không phải, bởi vì tôi giới thiệu rằng là tôi rất là quý, tôi quý Nga, tôi cũng quý cả Ukraine. Bởi vì ngày xưa từ cái thời học phổ thông, cái thứ là cái học cũng học tiếng Nga nhiều mà. Đấy là đến khi mà vâng, vậy thôi chứ tôi không ở bên Chưa được đi, chưa qua bên đó. mà để đến khi mà Ukraine nó như ngày nay thì tôi phải thấy rằng là cũng rất là tiếc. Từ cái thời À mà đúng ngày rồi. xưa là còn cái thời Liên bang Xô Viết, mà sau đến năm 1991 mà bên Liên bang Xô Viết bị tan vỡ, xong sau đó là Ukraine bây giờ nó như thế, thì cũng phải nói là Việt Nam mình là bạn của cả hai nước ạ. Thực chất là Đúng ngày rồi. xưa là một nước, vâng, đều là bạn cả, cho nên là những cái tình cảm của người dân Việt Nam đối bản thân tôi, mà nhất là cái thế hệ của tôi, thì là dành cho Ukraine cũng 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 dành tình cảm nhiều ạ. Còn riêng đối với Nga, đối với cả, Liên bang Nga cũng cũng thế thế thôi, cũng là một người Anh, rồi là cũng hỗ trợ Việt Nam nhiều từ vật chất đến tinh thần các loại, đến kể cả văn hóa, kể cả đến giờ Việt Nam còn rất nhiều những bài hát rất hay về Nga, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là tình cảm còn nghiêng si, cho nên là để mà nghiêng về bên nào đó thì Việt Nam chẳng nghiêng bên nào cả. Chỉ rất tiếc Đúng ấy rồi. là bên Ukraine thì thực chất ra mấy năm trước tôi cũng chả để ý, vừa rồi mới thấy rằng là đọc lại để xem thế là vậy, từ năm 2014 đến bây giờ thì Ukraine người ta đi theo con đường nó như thế nào, thì mới thấy rằng là nó cũng có những cái rất là tiếc khi mà cái chính phủ Ukraine người ta có hướng tới EU, hướng tới NATO mà Mỹ ở đằng sau như vậy, thì người ta cũng có những cái lựa chọn riêng của người ta. Còn mình thì mình chỉ còn lại những cái kỷ niệm ngày xưa và những cái mà Ukraine và Liên bang Xô Viết nói chung đã dành cho nhân dân Việt Nam, và nhân dân Việt Nam sẽ không quên, nếu mất không quên. Đúng rồi, Còn các bạn đúng bây rồi. giờ mà đi theo một cái chiều hướng khác thì Việt Nam không can thiệp, nhưng mà vẫn giữ một cái rằng là về là cái thủy chung là còn Đúng lại rồi. thế thôi. Còn các bạn mà đi theo hướng khác thì đúng là giống như là cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước mình. Tôi cũng không thiên về chính trị nhiều, mà tôi chỉ thấy rằng là đấy, là mình là trung lập, mình là cái đất nước mà từ khói lửa bom đạn mà đi lên, và rồi cũng sự kìm kẹp ở rất là nhiều thế lực thù trong giặc ngoài rồi các loại tả, và bây giờ mình giữ vững như thế này mà cũng không bài trừ Nga, mà cũng không ủng hộ Ukraine, cái này là một cái là tuyệt vời. Và các bạn Ukraine cũng cũng phải là không phải là ở cái kiểu gì mà cũng phải thông cảm rõ ràng luôn, cái Việt Nam mình đi theo con đường như thế đối với mình thấy là đúng đắn, đúng đắn, Đúng rồi. vâng, đúng đắn. Mình nói như mọi người nói rằng là mình là đất nước trung lập, nhưng cái này là mang chiều hướng chung của thế giới, nhưng xét riêng về Nga và Ukraine thì mình không nghiêng về bên nào cả, và chỉ mong sự hòa bình đối với đến với mọi người, đối đến Đúng với rồi. lại cả Ukraine thế thôi. Còn lại là đất nước Nga, ông Putin có giải quyết như nào đấy là nội bộ của hai nước, cho Đúng nên rồi. là Việt Nam mình chẳng làm sao được, Đúng cứ vậy thôi vẫn giữ được cái tình đoàn kết với lại Ukraine và Nga, thế là được rồi. Mình cũng hiểu biết về chính trị cũng không nhiều, nhưng mà chỉ có cái là cái tình cảm mà để giữ lại từ thuở tôi, từ thuở niên thiếu đến bây giờ, mà thấy rằng là giải quyết như vậy là ổn, anh nhỉ, ổn. đúng Vâng, quan điểm của tôi là vậy. Chứ còn để mà đi sâu vào chính trị mà để mà phân tích nọ kia thì mình cũng khó.
nhưng mà mình là người dân Việt Nam, mà nhất là đấy, lên nghe các anh nói chuyện, lên các kênh như của anh và mấy kênh mà nó mang tính chất nó đơn thuần một chút ấy, tôi có nên nghe thì tôi thấy rằng là tôi cũng nghe để hiểu xem là các anh đang là nói gì. Nói thật vậy, tôi là hôm nay lần đầu tiên luôn mà tôi có thể tôi lên một cái live của một ai đó như vậy, lần đầu tiên luôn. Riêng các anh thì chắc là có nhiều tâm huyết với lại cái đất nước, có tìm hiểu sâu về chính trị rồi thứ. Bản thân tôi là tôi chỉ là người làm ăn thôi, tôi không có tìm hiểu sâu về chính trị lắm, nhưng mà với cái mình sống ở trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa, mình thế này, mình xin chia sẻ với bạn thế này nè. Ở đây á, ở đây anh em mình á, thì thực ra thì cũng giống như bạn nói đó, cũng không có rành về chính trị gì nhiều đâu. Chẳng qua anh em mình mở cái diễn đàn mình chơi trên tinh thần là gì, mình cảm thấy cái điều gì đó nó không đúng, đúng không ạ? Nó không đúng, ví dụ nó ngược lại, mình nêu ra những thắc mắc hoặc là phản biện để cho mọi người có một cái góc nhìn nó đúng đắn nhất, thế thôi. Còn cái thứ hai á, mình nói với bạn thế này nè, xin lỗi, mình lại quên mất rồi. Tức là bạn nói về cái về đất nước, về Đảng Cộng sản á, thì giống như mình nói, mình thì không rành chính trị, nhưng mình cảm thấy thú vị và thích là gì, và đó là trong đó luôn có một cái câu thế này. Tùy theo tình hình thực tiễn, nội cái câu đó đó là nó đem đến cho mình một cái nhìn nhận đó, tức là gì, là họ luôn cầu thị và để thay đổi, để tiến tới, và tiến tới với một mục đích gì, mục đích cuối cùng là gì, đem lại những cái lợi ích gì tốt đẹp nhất, êm ấm nhất cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Đó thì qua cái hàm ý đó thôi thì mình đã nhìn nhận được cái cốt lõi á, giống như bạn nói đó, cái cốt lõi nó giống như hồi nãy bạn nói là dùng cái từ nó rộng mở đó, thì mình cũng đồng ý đó. Và mình thấy được là những điều họ làm, những điều họ đem đến cho người dân là gì, nó trên cái con đường đó, nó luôn hướng cho mình thấy là mục đích cuối cùng của họ là hướng tới điều đó, chứ không phải như là những cái gì mà bên kia, những người thế giới thứ ba hay là những người gọi là nước thứ ba họ chiêu tạc, họ chống phá. Mình thấy nó hoàn toàn ngược lại, đâm ra mình thấy ủa sao vô lý quá vậy. Tức là mọi câu chuyện, bạn đồng ý với mình không, mọi câu chuyện xảy ra thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn nó hoàn toàn khác nhau. Dạ đúng ạ. Không hiếm lắm, hiếm có những người mà cùng nhìn một hướng lắm, nhưng mà ở đây tức là mình đưa ra để mình nhìn vậy cho chúng ta có thể nhìn qua câu chuyện của bạn nhìn qua câu chuyện của tôi, hoặc là chúng ta là nhìn qua câu chuyện của khách mời, để chúng ta thấy được cái gì đó nó gọi là cái hướng đi chung vậy thôi. Dạ. Đó. Ok, xin mời bạn. Thì làm sao mà lại tôi lại muốn lên đây, bởi vì từ bác Cầm Nguyễn ở bên Mỹ. Cầm Nguyễn. Đấy, bác cũng có những cái nhìn nhận rất là tốt, mà bác ấy là người của Việt Nam Hòa cũ, Việt Nam Hòa đúng không? Xong đúng rồi. Là mới thấy rằng ấy, tất cả nó mang tính chất lịch sử hết. Ngày xưa bác ấy theo Việt Nam Cộng Hòa bởi vì nó cũng là mang tính chất lịch sử ạ. Lúc đấy bắt buộc phải theo hay như nào đó. Nhưng mà đến bây giờ bác ở bên đó, bác vẫn nhìn nhận rất tốt về đất nước luôn. Đúng rồi. Vâng. Mà bác ấy không phải là bác ấy như kiểu nhìn nhận tốt, mà bác ấy nhìn nhận một cách rất là khách quan. Đúng rồi. Rất là khách quan về đất nước mình. Đấy, có nghĩa là mình xấu bác ấy nói xấu, mình tốt bác ấy nói tốt. Đúng rồi. Đúng không? Bác ấy không có như đấy. Đấy, cho nên là và còn một số người nữa rất tốt. Dạ. Yeah. Vậy cho nên là tôi cũng bảo chứ đúng là những con với là mình thì sinh sau đẩy muộn. Đấy, sinh năm 1971 ạ. Dạ. Yeah. Và còn có bác thì đã từng tham gia chiến đấu. Đúng ngày rồi. Xưa gọi là kẻ thù của miền Bắc đấy. Chủ nghĩa, mà đến bây giờ bác mới thấy rằng là tất cả nó mang tính chất lịch sử thôi. Còn đến bây giờ bác mới thấy rằng là đất nước đã phát triển và cộng sản là như thế, đất mình là như vậy. Như anh bảo là cái tính cầu thị rất là cao. Yeah. Nghĩa là sao mang lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Đúng rồi. Còn lại cũng không tránh khỏi có một số những cái mà còn chưa được hoàn thiện. Đúng không? Đúng rồi. Những cái mà nó cần phải thay đổi ở đất nước mình, bởi vì thù trong giặc ngoài từ ngày xưa rồi,
Thế nên là rồi là dần dần đấy, rồi là sẽ cái trình độ của những cái người lãnh đạo càng ngày càng đi lên, rồi từ anh em mình cũng vậy, càng trẻ đến cái thứ là cũng cần phải đi lên, thì khi đó đất nước mình sẽ ok. Còn đến tại tại thời điểm này tôi thấy rằng là chính như bản thân tôi còn chưa đáp ứng được với lại cả cái trường hướng phát triển của đất nước, về phát triển quá mạnh đi. Đừng quá nhanh, đừng quá nhanh. Vâng, đến con tôi bây giờ tôi thấy chúng nó phát triển rất mạnh Rõ ràng. đấy, chúng nó đang đi học thôi, nhưng mà nếu xét về trình độ của chúng nó là nó cứ tư duy nó khác mình lắm, rất khác mình. Cho nên là cũng phải nói rằng là đấy, Việt Nam mình nó như vậy. Cho nên là còn lại một số những các câu chuyện bây giờ còn lại đó là còn dang dở, đó là câu chuyện là cái hận thù ở chế độ cũ với chế độ mới, mà nhất là những cái thế hệ trước năm 1975 và sau 1975 đến chống Tàu các loại các thứ, nó còn thế hệ lụy nó còn lại rất là lớn. Thế ngày ngày xưa ấy còn nói đến câu chuyện là gì nhỉ, là hàn gắn vết thương chiến tranh, đúng không ạ? Đúng Đến ngày xưa khi tôi còn học cấp 2, cấp 3, đến ngày học đại học là tôi vẫn nghe cái từ hàn gắn vết thương chiến tranh. Tôi cũng nghĩ là cái vết thương này nó là gần giống như cái vết thương ngoài da, hay là gãy chân gãy tay, và thực chất rồi. ra nó là một cái là đúng là cái vết thương của nó rất là lớn, cần phải hàn gắn lại, mà Tư Đảng nhà tưởng. nước mình bây giờ đang rất là muốn hàn gắn nó, mà hàn gắn được Đúng lâu rồi. rồi, mà đến bây giờ vẫn còn một số các thế lực mà nó còn chưa được, muốn là cái sự hận thù của nó còn lớn, đúng Đúng không? Cho nên là cũng cũng mong hy vọng rằng dần dần đấy thì các thế hệ F1, F2 các thứ nó dần dần nó sẽ ok đấy, xong rồi về là non sông bây giờ liền một giải rồi, giờ còn lại một số cái là cái máu thịt của mình ấy, nó còn ở ngoài ở nước ngoài ấy. Đấy mà rồi là vẫn còn cái tư tưởng còn khác rồi các thứ thì cũng dần dần thôi, cũng không quan trọng đâu, tất cả các thế lực này đều không quan trọng, không quan trọng ở cái khi người ta còn chống đối, không quan trọng bởi vì không là cái gì cả. đúng rồi Khi mà 97 triệu dân rồi, nhất là Việt Nam mình bây giờ cái chiều hướng rất là tốt và cái vị thế của Việt Nam mình đang ok, đất nước đang phát triển, còn các vị mà vẫn đấu tranh vẫn chống phá thì nó không mang lại cái gì. Mà nhiều lúc tôi thì nghĩ, tôi bảo đấy cũng là cái luồng thuốc kích thích đấy ạ. Đấy, người ta có chống phá thì mình càng phải cảnh giác hơn và mình càng phải phát triển hơn đấy, để cho. Còn đôi khi người ta bảo trong đấu tranh mới có sự phát triển là vậy, do đôi khi người ta cứ đấu tranh người ta muốn lật đổ thì mình càng phải vững chãi. à, đúng không? Thôi Giống như cái câu chuyện các bạn, câu chuyện ở đầu đầu là đầu đầu like á, về cái đối tượng Phạm Minh Vũ á, nó có một cái bài viết, tức là một cái nhân vật của tay sai của tổ chức Việt Tân á, nó mang cái hàm ý gọi là nó miệt thị, là cái gì, cho rằng là Việt Nam làm xuất khẩu văn hóa rừng rú qua Nhật Bản bằng cái hành động là hát hát bài này hát bài kia. Thì thật ra với mình, mọi người không với thế nào thì mình không biết nha, nhưng mà với cá nhân mình á, khi mình mới nghe mới xem á thì mình thấy có cái gì đó nó hơi chói chói, nhưng mà khi mình bình tĩnh lại mình thấy ôi rẻ tiền là cái gì, tức là khi một thằng cực đoan, Phạm Minh Vũ là một người biết ha, là một nhân vật rất là lắt léo và rất là gọi là câu từ rất là ghê gớm, nhưng mà khi hắn ta mà viết ra câu đó đó thì chúng ta có thể thấy được cái tâm lý hắn ta lúc viết câu đó là gì, cái sự cay cú và cái sự tức tối mới đưa ra cái câu từ và cái gọi là cái văn phong như vậy, bạn công nhận với mình. Cho nên mình nghĩ như vậy mình thấy ôi tưởng gì, tức là mình hay anh chúng ta hay có câu ôi trời ơi tưởng thế nào, thực ra cũng chỉ là một cái loại cặn bã có loại tay sai thôi, nhưng mà là vô giá trị. Đối với mình cảm thấy nó là vô giá trị đó, mình nghĩ như vậy. Và em ấy thì em ấy thấy là như này, nên cái mạng xã hội này ấy, bây giờ nó cũng rất là nguy hiểm nhỉ. Có những cái kênh em thấy là đầu tiên em và em rất là yêu quý, nhưng mà về Đúng sau rồi. mình nghe mình thấy rằng là chứng tỏ đằng sau đấy nó đều có những cái gì đó mà mình mà không tỉnh mình lên, như là nó lại thành ra một cái dở hơi.
đúng Nói rồi, là ở bên ngoài thì nó rất là ủng hộ đất nước mình, mượn nhưng mà ở ngoài thì đằng rất sau mượn mà. đó là nó có những cái mưu toan ở của người ta mà mình không thể hình dung được luôn. Đúng rồi, Đấy, cho nên là chính ngay xác. các kênh ở trong nước nhé, rồi những cái kênh ở nước ngoài cũng vậy, nó ẩn chứa ở trong đó, nó cài cắm đấy nhỉ, nó cài Đúng cắm rồi, tất kiểu cả. Cho nên bọn tôi chỉ là cái người mà theo dõi thôi. Hôm nay đúng lần đầu tiên luôn tôi về mà tôi rất quý kênh của anh, rồi. mới thôi nhưng mà tôi quý và thấy rằng là cũng rất đấy, nhưng mà cái này 4 lần rồi đấy. Đấy, nhưng mà thực 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 chất chất ra là tôi vẫn thấy là cần phải cảnh giác nhỉ, rất cảnh giác. Nghe một thời gian rồi mới thấy là nòi cái đuôi chuột ra là kênh này không ổn rồi, lại có một cái gì hết ở trong đấy anh nhá, rất nhiều kênh nhá, rất nhiều kênh luôn. Vâng, cho nên là người ta cứ nói vậy thôi nhưng không phải thế. Rồi nói rất hay nhưng mà nó cài cắm một số thứ ở trong đó, chủ nghĩa nhân quyền gì đó, rồi là dân tộc dân tiếp gì đó ở trong đó. Đấy, thế xong các kiểu cả đấy, cho nên là nói thật là anh em mà làm kênh đúng, tôi cũng phải thấy rằng là có một số những người thì chỉ vì câu view câu like, rồi có một số những người là cũng không vì câu view câu like mà nó là cái đam mê, nó là cái mà như giống như là kiểu như là thấy những cái việc như thế thì không anh ngồi không ngồi yên được mà phải lập kênh xong lên thì nói chuyện đấy. Là tôi cũng thấy rằng nhưng mà không biết rằng là kênh nào là kênh thật là kênh giả luôn đấy. Mỏi anh ạ, rất đúng mỏi, rồi đúng rất mỏi luôn. Có những tức là mình không biết mình không biết được mục đích thật sự của họ là gì, đúng, đúng không bạn công nhận? Đúng rồi, ta cuối cùng là cái gì, đúng rồi, mà đầu tiên lên là rất là ủng hộ rất nọ kia, nhưng mà nếu mình nghe nhiều thì mình sẽ thấy rằng là có mùi khét ở trong đó. Thật vậy, sẽ thì có mùi khét ở trong đó. Đấy, mà y như rằng một thời gian sau thấy nộ đuôi chồn ngay rồi. Đấy, nó vậy nhỉ. Dạ, thế anh nhá. Vậy hôm nay lần đầu tiên, mà lần đầu tiên lên kênh của mọi người luôn. Vâng, rất cảm ơn anh. Anh Thế Quang. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Có gì rảnh thì cứ lên chia sẻ thôi, không sao cả. Anh em vô tư. Hôm nay thì đi uống rượu về nó hơi say say. Thế còn lại hôm nào đấy mà nghe từ đầu ạ, nghe từ đầu like, thế xong là mình bắt nhìn từ với mọi người, xong cái cảm nghĩ của mình nó như thế nào thì sẽ nên chia sẻ cùng với mọi người ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Quy Hùng rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn bạn. Dạ vâng anh.